ghê quá em. Chưa em chưa tiếp xúc với một người gần mức độ này bữa giờ, chưa bao giờ luôn đó. Đi thiếu đi. Khoa kiểm soát bệnh tật của mình nhắn lại xuống cho mình. Có một người thông qua một cái hotline gì đó của một cái người dân nào đó, người ta báo lên trên đó. Rồi thì có cái tin nhắn này cho bên hotline của bên mình, thì bên mình nhận, rồi bên mình mới phản hồi xuống bên mình, thì bên đội điều tra thì mọi người mới làm. Còn cái chuyện mà tại sao mà đến giờ vẫn lọt lưới được thì tụi mình cũng không hề biết luôn. Tại vì thật ra là quán bar thì họ vào họ chỉ là check camera thôi. Còn lại một phần là rất là nhiều phải là tự giác mà biết mình đi đến chỗ đấy, ngày giờ đấy. Mình phải tự giác mình thông báo bên y tế. Chỉ dành cho cư dân đang cách ly tại zone A, C2. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, những lâm hộ nào chưa lấy mẫu xét nghiệm dược tễ vui lòng nhanh chóng di chuyển xuống tầng lễ quầy lễ tân sảnh A tầng về để bên y tế lấy mẫu xét nghiệm trước 10:30 ngày hôm nay. Những căn hộ nào chưa lấy mẫu xét nghiệm dược tễ vui lòng nhanh chóng di chuyển xuống quầy lễ tân sảnh A để bên y tế lấy mẫu xét nghiệm trước 10:30 ngày hôm nay. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, nếu như không được sự hợp tác từ phía cư dân, chúng tôi một lòng phải cắt điện nước. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, nếu như không được nhận sự hợp tác từ phía cư dân, chúng tôi một lòng phải cắt điện nước. Liên quan chưa lấy xét nghiệm đúng không? Vào luôn. Đi Khánh. Đi thiếu đi. Thiếu đi, thôi giờ vào đây cũng em ơi. Theo hơn 9 năm nó hỏng. Ghê quá em. Chưa em chưa tiếp xúc với một người gần mức độ này bữa giờ, chưa bao giờ luôn đó. Good for the children. Well done. Like, I'll do it anyway. I'll try, but if it doesn't work, I'm still going to just sleep it up for 2 weeks. Go on. Nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của những hộ dân đến thời điểm này vẫn chưa được xét nghiệm. Những hộ dân có liên quan đến ca COVID-19 thứ 119 là một Việt kiều người Mỹ. Can I get some kind of receipt? Ở trường hợp F1 thì mọi người F1 tại Buddha Ba. No, I mean I need notes from one of you to say that I was here today because my principal needs to know I was here. So can one of you write a note and just sign it? Is that okay? Just say Charles Butcher was here today to do the test at this time. You can take a visual. Anh sợ anh, anh sợ. Thông báo đi cùng thang máy không? Luôn à? Không đâu, nếu mà có thì đã được thông báo đi cách ly luôn rồi. Nếu mà có, nếu mà đã đi thang máy là mình đã trích xuất camera, mình đã bắt đi hết rồi.
đi rồi, những người mà tiếp xúc trực tiếp đó ra máy là mình đã đưa đi hết rồi. Nào nữa, chưa có lệnh hả? Ủa, hôm nay vẫn chưa đưa đi luôn hả? Em nghĩ là đưa đâu, đưa xuống Củ Chi vậy chứ anh? Chưa được. Bộ Y tế thông báo đưa xuống Củ Chi rồi mà. Kì vậy? Người nhà. À, người nhà hả? Người nhà với những người mà liên quan trực tiếp luôn. Trời mẹ ơi. Người ta đã tầm soát hết rồi, tên là đi chung thang máy mà ở gần. Trời ơi. Sếp là muốn quay lại cái hình ảnh mà đã mọi quay mọi người xem mọi người làm việc làm sao vậy thôi. Muốn kiểm tra coi về y tế làm có đúng quy trình không. Quy trình con thấy phóc mới thấy không nữa hả? Nói đi BC nè. Nói đi BC. Trường hợp này là có người bị bệnh viện hả anh? Đúng rồi. Là bác này hả? Bác bên trái này hả? Bác gái hả?
hai một đứa bé nhỏ này thì là bị hen suyễn, còn cái chị này thì bình thường, ba mẹ thì bình thường. Khảo sát nó ban đầu mình có biết là F1 không? Lúc đầu á? Dạ. Có, trước khi vào mình sẽ hỏi nó là, tức là nó đến đây là nó ở trong, ví dụ đang ở trong Vinhome này, là nó là tòa nhà ở C2, nó trường hợp như thế nào? Mình sẽ hỏi sơ qua trước. Dạ. Rồi mình mới bắt đầu lấy thông tin. Là nó khai như thế nào? Thì nó kêu là nó đi quán bar ở quận 2 á, và nó được thông báo đến. Nó thông báo là nó thuộc đối tượng phải đến để mình kiểm tra nó. Ừ. Tức là cái ca đó là đến quán bar vào ngày 14 tháng 3 luôn hả anh? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà mình có biết vì sao mà đến bây giờ mới được lấy mẫu xét nghiệm, trong khi là từ ngày 14 đến giờ là khá lâu rồi. Thật ra bên mình cũng không biết, cái đấy là bên khác họ làm. Mình chỉ nhận thông báo chứ bên mình không có điều tra như thế. Dạ, tại vì lẽ ra là nếu mà như vậy là phải được đưa vô ngay khu cách ly tập trung để làm xét nghiệm cái thứ đó. Thậm chí F2 là cũng đã được cách ly kỹ rồi chứ. Đây là cái tin nhắn mà của cái anh F đó, anh cái anh F1 đó qua. Ừ. À đây, đến ngày hôm nay là người ta mới nhắn cho anh, bên mình. Anh tự nhắn luôn ha, anh tự nhắn hả? Không, cái này là bên khoa kiểm soát bệnh tật của mình nhắn lại xuống cho mình. Yeah. À, có một người thông qua một cái hotline gì đó của một cái người dân nào đó, người ta báo lên trên đó. Yeah. Rồi thì có cái tin nhắn này cho bên hotline của bên mình. Ừ. Thì bên mình nhận, rồi bên mình mới phản hồi xuống bên mình, thì bên đội điều tra thì mọi người mới làm. Dạ. Còn cái chuyện mà tại sao mà đến giờ vẫn lọt lưới được thì tụi mình cũng không hề biết luôn. Tại vì thật ra là quán bar thì họ vào họ chỉ là check camera thôi, còn lại một phần là rất là nhiều phải là tự giác, mà biết mình đi đến chỗ đấy ngày giờ đấy. Mình phải tự giác mình thông báo khi mà mình biết anh ấy là F1 thì cái quy trình mà xét nghiệm có khác không? Tại vì em thấy là hồi nãy ngồi thấy để cho anh ngồi thoải mái, không có bảo hộ gì nhiều á. Không, nói chung là mình không thể nào mà làm đặc thù được, cái là xong rồi cái kiểu mà vì một người mình phải thay nguyên bộ đồ rồi mình làm nhiều cái thứ mà nó khoa trương lên. Ừ. Nhiều người ta sẽ cảm thấy người ta tâm lý người ta cũng sẽ không thấy thoải mái. Tại vì em sợ là tiếp xúc gần quá mình. Thì cái này là về nguyên gọi là về phía bên tụi anh điều tra thì tụi anh cảm thấy là nó khá là ổn. Tại vì tụi anh biết rằng cái nguồn lây nó như thế nào và nó sẽ lây ra làm sao, mức độ lây nhiễm nó như thế nào, nên tụi anh cảm thấy là tự tin vô cái điều đó. Thì có những nếu mà được tốt nhất, tại vì đây là tụi anh đang làm cho cộng đồng như một nhóm luôn, thì thường ở đây sẽ là F2, cho nên tụi anh không thể nào làm mặc cái bộ đồ sẵn như em hay là một bộ đồ mà bảo thủ đặc thù luôn. Nếu mà muốn mặc cái bộ đồ đặc thù thì chỉ phải là giống như là tập trung toàn bộ cái nhóm F1 á, tụi anh sẽ mặc cái đó thì sẽ tiện hơn. Rồi. Như vậy thì em nghĩ là cái ca hồi nãy vẫn có nguy cơ là mình có khả năng lây nhiễm nếu mà dương tính, đúng không? Nó khá là thấp, cho nên tụi anh tí nữa tụi anh sẽ có một cái sau cái buổi nào làm đây, tụi anh sẽ có một cái gọi là đánh giá hả? Phải là lấy mẫu của hai cái bạn nãy luôn. Đúng rồi. Rồi coi như là tự bảo vệ mình luôn, sau đó là lấy mẫu hai bạn, xong rồi mình sẽ đi gửi đi xét nghiệm luôn. Đúng rồi, em nghĩ là nên như vậy. Chứ không là thì có luôn là sau buổi này luôn. Cái đấy là bắt buộc rồi. Tại vì sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất mà. Tụi anh cũng mình bắt đầu lấy mẫu là từ ngày 23 hả anh? Sau khi mà phát hiện cái ca 119 đó. 3 ngày rồi đúng không? Mình lấy mẫu là bắt đầu không phải ngày 23 mà là mình lấy từ ngày bao nhiêu ta? 22. 22 đó. Tối ngày đêm 22 đúng không? Đúng, đêm hôm đó là mình đã lấy mẫu là những người có liên quan. Thì đến mà tại vì anh thì là thường xuyên phụ trách ở phía bên đội điều tra, cho nên nếu mà khó khăn nhất của tụi anh là cái gọi là
sao ta, cái thời gian mà mình phải làm nó rất là dàn trải trong nguyên ngày, thời gian rất là lâu. Một ngày có thể làm từ lúc là 7:30 sáng mà cho đến mấy 9 giờ đêm mới xong. Xong rồi còn thứ hai nữa là giữa cái đó thì cái công tác mà hậu cần á, có nghĩa là sẽ có những người, tại vì tụi anh còn phải tự gọi luôn cả cơm, xong rồi nước thì ok thì có tòa nhà hỗ trợ nọ, nhưng mà rồi không được cái mà nghỉ ngơi giữa giờ nọ thì tụi anh cũng không có luôn, cho nên chỉ có thể là tự luân phiên nghỉ thôi. Rồi thì nhân lực bây giờ thì rất là thiếu. Dạ. Bên nhân lực mình thì thiếu rồi thì cái chuyện đó là không thể nào mà tránh được rồi. Xong rồi cái nữa là về cái phần mà thiếu thốn nữa, đó là phần mà về bên đồ bảo hộ. Cái mà cái khẩu trang N95 là cực kỳ thiếu luôn. Cái cơ số đó rất là thiếu, không có đủ cho mọi người trang bị đầy đủ luôn. Có nhiều bạn ở đây thì phải giặt lại, N95 giặt lại và sử dụng lại. Đó. Còn ngoài ra thì mọi cái của anh đều khắc phục được hết. Dạ. Bây giờ hiện tại là chỉ còn 46 hộ đó thôi đúng không anh? 46 hộ sáng giờ. Sáng giờ mọi người ta đã check hết và bây giờ chỉ còn có 8 hộ thôi. Khoảng 8 hộ thôi. Dạ.